Chào gia đình Dương, xin chào cả nhà mình nha. Sáng nay hư quá trời luôn, 9 giờ sáng mới thức luôn cả nhà ơi. Bây giờ Dương đi tìm cái gì để mà mình làm bữa ăn sáng cho nhanh nè. Dương đang định là mình quậy sinh tố. Dương làm sinh tố cần tây, táo, chuối với lại trái việt quất. Với bỏ thêm sữa tươi á, không đường vô nữa. Trời ơi, hết sữa nữa chứ, không kiểm tra. Tính đâu là có sữa làm ai về hết sữa luôn. Dương phải thay đồ chạy đi ra mua sữa mà gặp trời mưa nữa ẩm ranh bi theo, cho nên Dương không có quay phim cho cả nhà xem được. Thì Dương rửa mấy cái này xong rồi cái Dương để đó là Dương đi mua sữa về á. Cả nhà biết không, bên Ba Lan này người ta vẫn có dùng vừa tiền giấy mà vừa tiền bằng con á, cái đồng con á. Trời ơi, Dương bực bội cái đó lắm nha. Cái nó cứ lùm lum đó, thà bằng giấy hay cầm nó dễ, đem cái đó ra rồi đếm nhưng không biết đường đếm nữa chứ. Đó, mang vô cho anh chồng Dương uống. Anh chồng Dương thì anh đang làm việc á, làm việc ở tại nhà không à, cho nên muốn chăm sóc chồng cũng dễ lắm, có thời gian làm này cái kia cho nên mang vô cho anh ăn uống. Dương kêu anh chồng Dương lại đây, Dương khoe Dương làm giá nè cả nhà. Giá Dương làm 3 ngày rồi nè, bắt đầu là Dương kiểm tra, Dương coi coi để hôm nay làm món gì ngon ngon cho hai vợ chồng ăn. Dễ làm dữ lắm luôn. Dương rửa đậu, cái Dương lót cái tấm khăn, Dương để đậu lên rồi Dương đậy nắp lại, cứ ngày nào Dương cũng tưới nước cho nó hết nè. 3 ngày cái nó lên dài như vậy, thiệt là dài luôn, nhìn đã. Anh chồng Dương anh kể ở bên Ấn á, thì người ta làm giá, người ta treo lên, người ta bỏ vô trong giống như cái bịch túi gì vậy đó, cái ta để đậu trong đó, cái người ta treo lên, người ta treo rồi cái người ta rưới nước lên hàng ngày vậy đó, rồi nó ra giá. Hôm nay giới thiệu cả nhà mình, mẹ Dương chồng Dương sẽ nấu cái món bongo. Cái món này là cái món mà gọi là đơn giản của người Ấn á, là nấu cái món này. Với lại thường á, người ta nói ăn cái món này thì sẽ dễ ngủ. Đầu tiên thì mẹ chồng Dương đem đậu ra rán lên cho nó vàng đậu nè. Cái đậu này giống như cái đậu xanh cà giỏ của mình vậy đó. Hồi trước tới giờ Dương ăn cái món này á, là Dương nghĩ cái món này nấu đơn giản dữ lắm, dễ nấu lắm. Nhưng mà hôm nay thấy mẹ chồng Dương nấu rồi, Dương mới thấy thì ra nó cũng nhiều công đoạn, nhiều bước, chứ cũng không có đơn giản giống như mình nghĩ. Thì ra là Dương mới biết là món Ấn á, thường nấu ăn tốn thời gian là như vậy á. Mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà cái cách nấu của người Ấn á, có nhiều bước lắm, cho nên tính ra cũng tốn thời gian nhiều chứ không ít. Đậu rán cho nó vàng rồi mẹ Dương cho vô nồi, cái mẹ Dương lấy một lon gạo bỏ vô trong nồi đó luôn. Mẹ nói là mẹ đem đi rửa, giống như đem vo gạo đó, rửa ha, ba nước vậy đó cho nó sạch. Bây giờ nêm gia vị vô nè, hạt tiêu đen, dầu ăn, muối, hạt thì là. Cái này là ghi bơ lạc của Ấn Độ á. Bây giờ tiếp tục mẹ rửa miếng gừng, rửa xong cái mẹ rây cái miếng gừng nó nhỏ nhỏ nhỏ, mẹ bỏ vô trong cái nồi đó rồi mới đậy nắp mình đem đi nấu. Mẹ nói là nấu khoảng, cũng không có nói là thời gian bao lâu, nhưng mà tùy vào cái nồi mà nó cái nồi áp suất á là nó sôi nó kêu lên 3 lần thì mẹ tắt.
How long cook mà? 3 minutes. Quay qua tới cái công đoạn làm chật ni, Dương tính đầu xay xay là xong, nhưng mà không có xay xong rồi mình cũng phải gán ít dầu lên với lại ớt á, cháy lên cho nó thơm với hạt thì là cái bắt đầu bỏ cái nước sốt này vô nữa. Nước sốt này là có dừa khô nè, có cái đậu này là cái đậu của Ấn người ta đã sấy khô lên rồi, chín rồi đó, xay chung với ớt khô, ớt tươi, gừng, tỏi. Rồi nêm thêm một chút muối nữa cho nó đều gia vị lại, nó vừa ăn. Rồi là mẹ đem đi xay sinh tố cho nó nhuyễn thành sinh tố vậy đó. Xong cái bắt dầu ăn, bỏ miếng ớt khô, rồi bỏ một ít hạt thì là cháy lên cho nó vàng. Cái mẹ cho cái nước sốt mà mẹ xay này ra bỏ vô, thành ra nó thành cái nước sốt chật ni như vậy nè. Đó là cái nước sốt xong rồi đó. Món Ấn là vậy nha, nếu mà không nấu cà ri là phải mấy có mấy cái nước sốt chật ni làm như vậy nè, để chấm với đồ ăn. Đây là cái bongo nè, xong rồi. Dương tính đâu nấu vậy là xong, không phải cả nhà. Cháy thêm dầu ăn nữa, mẹ cháy thêm dầu ăn tiêu đen với hạt thì lạ nè, cháy rồi bỏ thêm miếng gừng nữa chứ, mẹ xay thêm gừng nhuyễn ra, cái mẹ bỏ vô đó, mẹ cháy cho nó vàng lên rồi đổ vô cái bongo đó lại là mới xong đó nha. Ban đầu Dương tưởng cái món này dễ lắm, Dương nhìn đó, Dương ăn Dương thấy chắc là người ta bỏ vô cái nồi áp suất một lần một nấu cái nó ra, ai về hôm nay thấy mẹ nấu mới biết nó cũng nhiều công nọn dữ lắm luôn, tốn thời gian á. Đây tới cái công đoạn này nè, nó sơ đảo đều lên là xong, nó tới lúc này mới thật sự là xong cái món bongo nè cả nhà. Cả nhà thấy mặt Randy bữa nay nó ăn cơm mà có nó dít dít nó buồn buồn không, 3 ngày rồi nó không có đi cầu được á, cho nên là nó kiểu tâm trạng nó bị xuống tâm trạng á, cho nên là nó không có chạy nhảy giống như bình thường. Dương chăm ảnh hay Dương rầu nhất là cái cảnh mà ảnh đi cầu không được á, người ảnh hay bón lắm, cứ dài 3 ngày là ảnh bị bón lần à. Nấu canh rau mà mua cái bông cải xanh sao mà nó đắng ngắt à, rồi nó cũng không có húp được nữa. Bởi vậy đợt này nó thiếu rau xanh nè, cho nên là nó cũng bón nhiều nữa. Ở đây thì cũng ít rau xanh nữa, chỉ có cái rau spinach với lại xà lách à. Mà xà lách thì đắng với lại rau sống đó, nó đâu có biết ăn. Có cái rau spinach thì nấu nó cũng ngán. Cả nhà xem Randy nó mắc cười lắm. Buổi chiều tối đó Dương dẫn nó ra ngoài chơi, nó gặp bà cụ mà dẫn đi cộng lưng á. Bà đi á, giờ nó làm tập nó theo bà, cười chết luôn. Cái sao? Sao con Rana quá không sao? Nè, Rana quá không sao? Rana quá không sao? Làm cho bà với bà nội xem nè. Cái sao là nó gần má. Cái sao? Hôm nay cho Dương tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan.